Mến chào cả nhà. Hôm nay mình cho cả nhà xem những bà già ở xóm mình, những bà già gần 70 tuổi ở xóm mình, trong đó có mẹ mình nha, dì mình và mợ mình luôn. Thì ở cái xóm mình là nữ làm hoa giấy rất là nhiều luôn. Người già người ta cũng làm luôn các bạn. Thấy mê lắm. Mê là làm là do những cái cây hoa giấy khi nó trổ hoa rất là đẹp luôn. Và cái cách chăm sóc hoa giấy ở xóm mình thì rất là dễ. Nhất là mùa này nè, là bắt đầu là cắt tỉa những cái cành hoa giấy bớt để cho cái cây ra hoa đúng Tết đó các bạn. Mùa này các bạn đến xóm mình thì rất là vui. Hoa thì rực rỡ, xe thì mua tấp nập luôn. Tại vì mua mà nếu nhà vườn mà biết mua mà đi bán lại, mua giờ về là dưỡng cái cây lại thì đúng ngày Tết cây nó nở rất là đẹp và bung ra luôn. Còn những cây như thế này nè, là cắt tỉa nó rồi nó Tết nó sẽ cho hoa một lần nữa đẹp lắm luôn. Vì mình là rất là lớn tuổi rồi đó các bạn, nên trồng cây là rất là kỹ và chăm sóc ghi ngày tháng. Cái dàn hoa giấy này là 10 tháng tuổi nè cả nhà. 10 tháng tuổi đào cái củ lên, đào cái phôi hoa giấy lên rồi ghép. Ghép thì 3 tháng, 4 tháng là hoa nó sẽ rất là đẹp. Các bạn nhìn cái bộ rễ là các bạn biết được hoa giấy Thái hay hoa giấy thường, hoặc hoa giấy Mỹ. Nó có riêng hết đó các bạn. Ở đây là vừa hoa giấy Mỹ nè, là cái gốc nó nè, màu trắng trắng nè. Và cái rễ nó rất là đẹp luôn. Còn hoa giấy thường thì tùy bộ rễ, chứ không phải nó xấu đâu nha. Nhưng mà hiện tại thì hoa giấy Mỹ thì nhiều người thích lắm, nên sớm mình ghép hoa giấy Mỹ rất là nhiều. Đa số là người dân xóm mình, nữ hay nam đều trồng hoa giấy hết các bạn. Và nữ thì làm không bằng nam nha, nam làm giỏi hơn nha, và nhiều khi là ghép cành còn hay hơn nữa nha. Cái này hoa giấy trắng nè cả nhà, cẩm thạch trắng, nó nở bung ra rất là đẹp nè. Giờ nó trổ hoa là bây giờ cắt tỉa dần dần là tới Tết là nó ra đẹp lắm luôn. Còn cái này, cái cây này hoa giấy cẩm thạch mà nó bị đột biến rồi nên cái lá nó xanh cẩm thạch luôn. Nguyên một cây cái lá nó đặc biệt không cả nhà. Lâu lâu trồng gặp những cây gì thì để chơi thôi chứ cũng không có bán. Nguyên cái cây nó coi nè, nó xanh ngọc bích. Hết trơn cái loài kia hết rồi. Ở xóm mình đa số là tận dụng cái bờ sông để trưng bày hoa giấy luôn. Và những cái cơ sở lớn là tận dụng luôn cái ao mương đồ là làm vàng để trồng hoa giấy hoa kiển lên đó luôn. Tận dụng tất cả các nơi để hoa giấy đó các bạn. Những người phụ nữ ở xóm mình á là làm việc rất là giỏi nha cả nhà. Như mợ mình nè là lớn tuổi lắm rồi đó, nhưng mà làm việc rất là hăng say luôn. Nhà mợ mình á là trồng hoa giấy còn nhiều hơn ở đây nữa đó nha cả nhà. Hoa kiển nhóc hết trơn luôn á, nhưng mà vẫn đi làm việc bình thường vậy đó. Vì không có thích ở không, không có thích giống như là ngồi không á, nên làm việc rất là giỏi. Giờ là sắp Tết rồi đó cả nhà. Thì hoa giấy nó nở một đợt này nữa là bắt đầu nó nở một đợt Tết. Mà đợt Tết là nó sẽ nở dữ lắm nhiều luôn. Những cái cây này thì mới ghép được một à. Nó nhìn nó lưa thưa chứ đợt sau là hoa nhiều lắm luôn. Ngày mai cũng nở luôn nè cả nhà. Quay cho cả nhà xem cái cây siro. Rất là đẹp luôn. Nấu nước siro uống cái màu nó đẹp mà nó ngon lắm nè. Cho cả nhà thấy mê luôn á. Nhà mình làm kiểng nó ra cái hoa cũng đẹp nữa. Nhưng mà nó dở một cái là cái gai nó nhọn dữ lắm luôn. Và cái mũ nó nhiều lắm. Trồng nó thì rất là dễ chăm sóc luôn các bạn. Và hoa với trái rất là đẹp.
Nhưng mà tiếc cái là cái gai nó nhọn quá trời đi. Nè cho cả nhà xem nè. Nó nhọn quắc luôn á. Và cái lá nó là mủ, nó chảy ròng ròng luôn á. Khó chịu lắm. Ở xóm mình thì không có bán cây giống này, nhưng mà ở ngay làng qua Sa Đéc thì có bán cây giống này rất là nhiều. Mùa này cả nhà mà ghé qua xóm mình là đứng lại chụp hình luôn. Hoa đẹp lung linh luôn nè. Nhìn mê lắm cả nhà ơi, đủ màu sắc hết. Các bạn nào mà muốn mua thì ghé vườn nhà dì Ba Gái mình ở xã Tân Dương, huyện Lai Dung, Đồng Tháp nha. Làng hoa Sa Đéc đi vào. Và những cây hoa giấy như thế này nè, giá cũng rất là rẻ luôn. Không có mắc quá, chỉ vài trăm ngàn một cây thôi các bạn. Khoảng 300-400 trở lại à, không có cao quá. Đây, gốc nó to khỏe luôn. Về trồng là đẹp liền luôn. Các bạn mua về rồi các bạn đem ra chậu lớn hơn á, cây hoa giấy các bạn nó sẽ phát triển nhanh hơn và tốt hơn luôn. Hoa nó sẽ rực rỡ hơn nữa. Tại vì cái này đợt này là ghép đợt đầu á, nên bông nó chưa được nhiều lắm đó. Đợt đầu là giống như là mình ghép trong vòng 3-4 tháng thì nó mới thành được cái cây hoa giấy như thế này nè cả nhà. Nên mình gọi nó là đợt đầu đó. Còn đợt sau á, là những cái chùm bông nó sum xuê tốt hơn nữa. Vườn này là hoa nó mới ra đợt đầu đó, mà nó đẹp vậy đó các bạn. Mình mà ghép hoa giấy á, mình ghép thêm hoa giấy trắng vô á, nhìn cái cây hoa giấy ngũ sắc của mình nó đẹp lắm. Nè nó màu cam nè, màu cam nè, rồi màu hồng phấn nè, rồi màu trắng nè, rồi nhất là màu đỏ, màu trắng với màu đỏ. Nhìn nó nổi bật lắm. Đó, nè, những chùm hoa giấy đỏ nè, giấy này giấy thái đỏ nha. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn á các bạn. Mê luôn. Nhà vườn trồng là bán tại vườn không à, không có ship bán. Nên bạn nào mà ở gần thì đến vườn mua thì rất là rẻ. Giá thì chỉ có 300 một cây à, là cây lớn á, còn cây nhỏ thì giá còn rẻ hơn nữa. Cây lớn là cao cả mét á, còn mấy cây này giá rẻ hơn nữa đó cả nhà. Là giá tại vườn á. Vườn này là của dì mình đó các bạn. Gần 70 tuổi rồi đó mà trồng rất là giỏi luôn á. Trồng hoa giấy á. Dì mình rất là chịu khó các bạn ơi, già lớn tuổi gì chưa chăm sóc từng cái cây hoa giấy luôn nè. Em sửa lại những cái nhánh cho nó đẹp để các bạn nào muốn mua lợi lựa. Rất là thoải mái luôn, mặc sức mà các bạn lựa. Đầy hết trơn luôn. Cái này là những cây ở phía trước sân á, còn những cây ở sau vườn nữa nha cả nhà. Vì mình rất là lớn tuổi rồi đó các bạn, nhưng mà khoái chăm sóc những cây hoa giấy này. Tại vì nói là gì yêu nó, là vì thích nó đẹp quá luôn, nên vì trồng để ngắm cũng được nữa. Rồi đi sửa từng cây đó. Làm chừng nào mệt thì nằm. Có khi đi làm mà nhắc cái ghế theo ngồi luôn đó cả nhà. Thấy thương vậy đó. Nhìn gì mình làm á, là các bạn còn trẻ là phải cố gắng làm nhiều hơn nữa nha các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem. Người già ở xóm mình làm việc rất là giỏi luôn đó. Mình xin chúc cả nhà luôn an lành, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin tạm biệt cả nhà.